chưa có chỗ ăn, hôm nay anh Út cứu rỗi giùm em nha. Cứu rỗi. Bốn phần đi. Bốn phần đi. Bốn phần đi. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Một tô này là bốn bốn người ăn á. Bốn phần bình thường là bốn người ăn nha. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Phan Đi Hùng đây. Nhà bên kia có một thanh niên giống như là đang đói lắm rồi á cả nhà. Bước đi lẹo thèo giống như một zombie vậy. Không còn hơi sức gì hết. Cho coi mấy giờ được không? 11:05, 10 phút. Cho nên cũng đói rồi đúng không? Bơ vơ giữa vòng xoay á, không không biết đi về hướng nào. Em sẽ chỉ cho anh một quán ăn bán xuyên đêm luôn và rất là nhiều món, đặc biệt là có món bún măng vịt. Món này thì kênh mình trước giờ rất là ít khi quay. Nói chung giờ gà vịt này nọ, heo này nọ có ăn là vui rồi. Rồi vậy thì mời anh đến với quán này nha. Cái xe tủ đồ rất là hấp dẫn nha cả nhà. Bún vịt chị Út, địa chỉ là số 335 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Bây giờ mình sẽ vào trong mình hỏi chị một số câu hỏi nha. Ở đây là chị có bán hủ tiếu giò heo, miếng măng gà, cháo gỏi. Nói chung là tuy một cái xe hủ tiếu gõ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bán rất là nhiều món nha cả nhà. Đây là anh chủ nè, chào anh nha. Anh là anh Út à? Là anh Út. Mình bán ở đây được lâu chưa anh Út? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi hả? Nhưng mà hình như là trước đây mình có bán ở đâu đúng không? Có bán hẻm kế bên này. Hẻm kế bên đây. Đây bước lại chừng 30 mét. 30 mét thôi. Cái này bán từ hồi đời bà già tới giờ. Dạ. Bà già bán xong rồi chuyển lại con. Cho con là anh đúng không? Là bây giờ anh dời lên chỗ 3 năm này anh bán luôn. Thì mình bán từ mấy giờ anh, mấy giờ anh? 9 giờ tối cho tới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Có khi hết sớm mình tất cả đồng. Hết sớm là 3 giờ mấy, là 3 giờ rưỡi hết sớm, và là 3 giờ 3 rưỡi là hết sớm. Thấy ở đây á, mình tuy là cái xe cũng bình dân nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà em thấy có rất là nhiều món anh ha. Mấy món này là từ mình nấu luôn hả? Từ nhà nấu hết. Từ nhà nấu hết luôn? Từ nhà hai chồng làm hết. Anh em nghĩ chắc là ở miền Tây. Đúng rồi, ở Long Xuyên. Ồ, Long Xuyên. Long Xuyên. Là An Giang đúng không ạ? An Giang. An Giang điểm danh nha. Em thấy đây là có mấy nồi nè. Thì cái nồi cháo đâu anh? Đây là cái nồi cháo đây. Đây là nồi cháo nè. Wow. Nồi cháo này. Đang trôi sôi bùng bột luôn. Ở đây là cháo cháo vịt với gà, cái cháo gỏi gà với vịt đó. Còn bên đây là nồi gì vậy anh? Cái này là cái nồi để mình trụng nước trụng mấy cái này, phở bún rồi. Khi mình trụng chung vô á thì có thể là nước trụng nó sẽ ăn ra nó không có ngon cái nước lèo của mình. Dạ. Yeah. Cái nước lèo của mình nó mất cái mùi vị. Dĩ nhiên rồi mình phải trụng riêng. Dạ. Yeah. Còn cái này là nồi nước lèo nè đúng không ạ? Cái này là cái nồi nước lèo. Nồi nước lèo. Em thấy đồ ăn có nhiều quá. Anh có thể kể ra những cái món đồ ăn bên mình không? Gồm những món gì ạ? Gà nè. Gà. Vịt nè. Vịt. Xương. Xương. Giò. Dạ. Bò viên, thịt heo. Lòng. Lòng là lòng gà, lòng vịt đó chứ không phải lòng heo. Ủa. Lòng là lòng gà. Mà vịt và gà đó. Thì trung bình một tô mình bán với giá bao nhiêu anh Út? Một giờ cái giá là 30 ngàn. 30 ngàn một tô. Giá cú đói đêm khuya là đẹp rồi. Cú đói đêm khuya. Còn còn cháo một phần, cháo gỏi vịt hoặc là cháo gỏi gà là 70 ngàn. Dạ. Là một phần. Là một dĩa gỏi, một tô cháo là 70 ngàn. Anh Út có thường hay về quê không? Hả? Anh có hay về quê không? An Giang không? Có. Mỗi năm thì cũng có về. Về quê có nhậu không anh? Nhậu dữ đúng không? Dân miền Tây nhậu hơi bị ghê. Nhậu ghế thì xuống răng luôn. Nhìn tới anh nhỏ nhỏ rồi chứ uống rượu dữ lắm nè. Uống ghế rồi lớn nổi luôn. Bây giờ tới tiết mục của thầy Lộc nè. Anh Út đợi nè. Đúng rồi. Quê em đói quá. Mà em chưa có chỗ ăn, hôm nay anh Út cứu rỗi giùm em nha. Cứu rỗi. Út làm giùm em một tô
bún bún mang vịt. Bún mang vịt. Dạ. Đúng rồi. Phần của anh Út đi. 3 phần thôi. 4 phần đi. 4 phần đi. 4 phần đi. Giờ là trước tiên là rau. Rau là có rau giá dần. Thôi. Nhiệm vụ của anh Út là chụm rau với lại chụm hủ tiếu, phở, bún rồi nè. Chuyên về bả là về đồ ăn. Chị Út là chuyên về đồ ăn. Anh lấy một phần như vậy là một nếu như mà một phần như vậy á là mình chia ra được 2 tô. 2 tô rồi vậy là làm cho em 2 giá nha, 2 giá đầy. Chị Út chặt nhiều vịt quá vậy. Là chị làm một tô miếng vịt đúng không ạ? Đúng rồi, đây là một tô miếng vịt bình thường như là giá 30 ngàn. Đó, một tô này là 30 mà cả nhà. Đó, miếng mang huyết. Mang miếng với huyết, quá trời thịt luôn. Cái kia là tóp mỡ hả chị? Đó là tóp mỡ, tóp mỡ hành phi. Đây là rất là đặc biệt. Đó là biệt da, không? Dạ. Da gà, da vịt, mình làm bên hành tóp mỡ. Ủa chứ mình không dùng da heo đúng không? Không dùng mỡ heo? Không. À. Mỡ heo thì nó không có nó dọn. Mỡ của anh 60 anh. Rồi bây giờ anh nhận ra. 3 phần vịt, 1 phần lòng là đẹp luôn. Nãy không lấy 2 phần vịt, lấy đùi nữa. Cái này là lòng vịt. Lòng vịt nè. Lòng vịt, lòng vịt. Wow. Đây là chén mắm gừng. Mắm gừng đúng rồi, bún ăn vịt là phải ăn mắm gừng. Hấp dẫn chưa cả nhà ơi? Đó, tóp mỡ và hành phi nè. Nước lèo. Mùi thơm ghê á. Tại vì 4 tô này phải nhiều đây nước lèo đúng không anh? Đúng rồi, đây cả nhà coi đây. Cả nhà coi nè. Đây, cả nhà mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Một tô này là 4 4 người ăn á. 4 phần bình thường là 4 người ăn nha. Tô này mà nhậu là 4 người phải 2 lít rượu. Cái này 2 lít á. 2 lít rượu là uổng lắm. Uổng à? Dạ uổng lắm. Cái này cậu 2-3 lít đó chứ. 3 lít đúng không? 3 lít. Đó. Đó. Chào anh nha. À. Anh này cũng coi chưa tốt. Anh Lộc thấy rồi đó. Hồi nãy là em cũng không biết phải nói thế nào nữa mà chị cứ mút liền tay. Nên này thì cứu đói. A few moments later. This is the end. Đây là kết thúc á. Hôm nay Võ Sinh Lộc đã tấp vào một quán của chị Út bún ăn vịt để cứu đói cả nhà. Và chị đã dường như là đáp ứng được nhu cầu Võ Sinh Lộc. Bên cạnh đó là có một anh chồng rất là nhiệt tình. Nói là tô này là phải 4 người và nhậu 3 lít rượu mới hết. Giờ Võ Sinh Lộc sẽ đề nghị ăn hết tô này nha. Cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Dập tắt cơn cú đói của anh rồi. Hồi nãy lúc mà chị múc cái nước lèo á thì mình cũng nói chung là không có, mình phải để cho tự nhiên á, hành động ha, không có cản á. Anh thấy em kiểu như cản cho có vậy á. Cản vậy nè. Cản theo kiểu như tên vào vậy á. Chứ anh còn không dám lúc phỏ thủy à. Ồ, quên nhanh đấy. Thôi mời cả nhà rồi quốc gia này chúng ta cùng ăn khuya nha. Trời ơi quá trời cái tô gần đầy luôn. Hôm trước mình cũng từng ăn một lần bún ăn vịt nhưng mà ở Bình Dương. Bún ăn vịt gì Út, con này là chị Út. Ở Bình Dương mà đang là bún ăn vịt gì Út, con này là chị Út nha. Ôi, xem ra anh em ta có duyên rồi. Ôi, chị kia chỉ nhìn kìa. Ta bao cua ở đây, người ta nhìn dữ lắm á. Nè, mấy người ta bao cua khúc này nè cả nhà. À, khúc này nha, khúc này á. Cơ hội. Ta bao cua qua. Chứ gì Út, anh có làm gì có lỗi với em không ta? Rồi, thôi nói chứ, tô này nhiều lắm cả nhà ơi. Mình cũng không có thăm ngàn thêm đâu. Thôi, bảo tôi đọc nhận xét về món ăn đi. Vịt nè. Chị, ôi, anh nghĩ cái điện xìu à. Chị cắt rất mỏng nha. Dạ. Đó, vịt nha. Để mình ăn cái thớ này vào nó không có bị dính ăn nhiều. Chúng mình quay vào khuya nên ánh sáng như vậy thì nó đủ sáng cả nhà. Nhưng mà nó hơi chói xíu. Ánh đèn vàng.
Võ Sĩ Lộc á, nhìn thấy cái mặt nha, một nửa bên trái á, bên đây nè là màu vàng, nửa bên đây là màu trắng của cái ánh đèn này nè. Đó, chị Út trưng bày tủ đồ rất là hợp lý nha cả nhà, nhìn rất là thu hút và quán cũng đông nữa. Công nhận đêm khuya nhiều người đi ăn ghê á. Nếu mà bí quán ăn thì hãy xem đây là một cái gợi ý của anh em tụi mình. Để đặc biệt cả nhà, anh Út còn có chia sẻ là bán qua Gojek nữa. Cả nhà hãy tìm với cái tên là Bún Vịt Chị Út nha. Ai mà không muốn đi về mà đi ra ngoài vào ban đêm á, mình đặt qua Gojek. Đó, nè. Thái đớn luôn anh Út ơi. Thái đớn là bào kìa. Đúng là người miền Tây chân chất quá cả nhà ơi. Quá nhiệt tình luôn. Nãy dưới đây mà có rượu là mình phải uống anh Út một vài ly. Tại vì mình cảm thấy ở Út một cái nét gì đó rất là dân dã. Giống như những người anh và những người chú, những người dường của mình ở dưới quê cả nhà. Mà về quê thì nhậu thì thôi rồi, nhất là những cái rượu á, uống dữ lắm. Tao hút mệt đó Hùng. Dạ. Đặc biệt hơn cái hút heo nhiều. Ờ. Dai không? Có độ dai. Độ dúng dúng không? Độ da. Ồ. Anh làm ớt nữa không? Thôi được rồi. Đã giờ anh bào thêm để cho những người đến sau á cả nhà. Anh cũng nhiệt tình quá. Có dịp ghé qua ủng hộ anh Út nha. Ở đây là ngay cái bùng binh luôn. Bùng binh này là cả nhà Lạc Long Quân với lại Hòa Bình. Lại mình chạy xuống một xíu là Đầm Sen. Lại mình ăn. Mình ngồi đây thì mát mẻ và đầy đủ điều kiện ánh sáng. Nhưng mà cũng hơi sợ đấy. Đúng không thầy Lộc? Cái gì thầy Lộc và cũng xin nhanh cho em nha. Sao thấy xin nhanh nữa. Sao vậy? Tại lần sau có đèn đỏ kìa. Lần sau á có đèn đỏ đúng không? Đằng sau có đèn đỏ. Ờ, đằng sau có đèn đỏ nè cả nhà. Đây đó. Các bạn tự xin nhanh nha. Rồi ok. Nó muốn quẹo quá. Ăn tới đâu rồi? Coi đoạn thử coi. Ô. Anh ăn nãy giờ và em thấy đây là mức thử thách mà anh em mình hay thử thách nè. Họ xin lòng đền tội rồi. Vừa rồi ăn kem bơ dễ dàng quá. Kem bơ với lại cháo tiều. Ít đồ. Đây đền tội. Quá hớt. Nè chấm nè. Mê. Mê vịt. Không ăn thử không? Thôi. Ngon không? Ngon không? Ngon. Mè ngon ha. Chèm miếng huyết đi. What the hell? Ok. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Cái món mà muốn ăn vịt nè, gỏi vịt nè, cũng như là miếng vịt mình thường ăn vào rất kiểu không, cho tới chập chạng tối rồi, nhưng mà quán này bán nguyên đêm luôn nên nó sẽ là một cái lựa chọn cho cả nhà nào thích ăn các món về vịt và ban đêm. Đúng rồi, bên đây có bán gà nữa nha cả nhà biết sao. Đó là anh em mình ăn hủ tiếu giò heo nè, nhưng mà trước giờ kênh của mình á thì quay hủ tiếu cũng thường, mì nữa cũng thường, cho nên hôm nay mình chọn bún ăn vịt nha. Chấm mấy cái mắm gừng này ngon ghê đó. Vịt là phải có nước mắm gừng. Với lại anh biết ở trong đây nó còn một cái nữa, nó đang ngụy trang ở trong, rất là đặc biệt, nhiều người rất là mê. Tóc mỡ. Chính xác. Tóc mỡ ở đây nha, không phải làm từ heo mà làm từ mỡ gà với mỡ vịt luôn đó. Hay lắm anh ơi. Ở tóc mỡ đó. Thấy không? Wow. Cái màu nước nó thật là lóng la lóng lánh. Măng đồ. Ôi, nhức. Tới nhà còn nhớ cái hẻm bên kia không? Tây Thi. Tây Thi bắp nướng á cả nhà. Bắp nướng, nãy mà đi qua vẫn còn thấy Tây Thi. Và một YouTuber. Còn đúng Tây Thi của YouTuber cả nhà. Bắt đầu đi ngang qua thấy người đứng tưởng khách, bây giờ thấy cầm điện thoại. Ồ. Chỉ có thể là hẳn thôi. Em thích đó, ăn cái bún ăn vịt này nè anh, mà nó có thêm những cái cọc rau răm á. Đúng rồi, nè. Làm cho cái nước lèo á
thơm lắm, nhiều nó râm luôn á. Dạ. Thêm miếng măng nè. Dạ. Thêm miếng mời nè. Thêm miếng măng nè. Thêm miếng bún nè. Chan thêm một miếng nước mắm gừng. Mày. Thôi. Miếng đi. Anh phải biết là ý công sức của anh á. Xíu thôi, ăn để cảm nhận mùi rau răm này nọ. Nhiêu tiền vậy ơi? Sao? Đúng cái mùi mà em nói rồi. Mùi rau răm và sự giòn tan của các loại lòng vịt, lòng gà. Quá tuyệt vời. Bây giờ ăn xong và giờ ăn xong thôi là cũng 12 giờ nè. À. Phải 12 giờ. Dạ. Ăn xong chắc 12 giờ rưỡi đó. Còn có 15 phút. Nên tính ra em nghĩ lát nữa ít nhất cũng phải 3 giờ anh mới ngủ. À, sáng mai phải dậy sớm thì cầm nhanh đậu. Căng quá. Vô mà nãy cả nhà. Cả nhà ơi, thấy mình cống hiến không? Đúng rồi. Để thấy cống hiến thì cả nhà ta cũng yêu nhau. Xa là sức gần cùng gần xúc sức luôn. Sức nào, sức nhiệt tình nào. Coi bé này nè, khuya rồi nhưng mà vẫn phải ngồi rửa từng cái chén, từng cái dĩa, cũng tội quá nè. Sau lưng anh á, bé này em nghĩ chắc cũng là con của cô hoặc là cháu gì đó. Em trai biết đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, tập là có tấm lòng cao cả. Hay lắm anh trai. Đồng cảm với những mảnh đời mất hạnh chứ không đồng cảm với những mảnh đời đi cứu đói. Những mảnh đời đó thì trước khi cứu đói á đã làm những điều không thể nào tha thứ được, không đồng cảm được đâu. Nếu mà cô bán sớm là cô nói 4 giờ cô dọn, mà dọn dẹp xong rồi vậy về tới nhà khác 6 giờ mới ngủ. Rồi cô phải đi mua đồ để mà nấu nữa cả nhà, rồi chiều tối rồi bán. Nghĩ chắc buổi trưa cô đi chợ. Đúng là những sự lao động luôn luôn đáng được tôn vinh. Lao động là vinh quang, ở không là xích đói. Lang thang. Lang thang mới cùng vần. Dạ coi coi bên trong còn gì nào. Lùa đi Võ Sinh Lộc ơi. Thịt vịt mới nhiều. Thịt vịt là nhiều. Đừng có là có 3 phần mà. 3 phần vịt với 1 phần lòng đúng không anh? Đúng rồi. Phòng đấy nha. Sao? Nó là một quán, bên cái một quán. Ờ. Bên đây là một quán. Đó. Chỉ có góc thiếu, thiếu góc bên kia. Hả? Bên kia kiểu như là em nghĩ là ta không cho bán luôn á. Chứ cho là cũng có người bán. Ngay cái cơ quan gì mà. Đúng rồi, ngay cơ quan này có cái hàng rào. Mà quán bên đây cũng không có đông ha. Có quán của chú của anh Út mà đông. Đúng rồi, ăn hết cái rồi. Giờ anh Út muốn ăn Út hết đúng không? Ô oh, cười nữa rồi. Cái này là 3 cái lồng rồi đó. 3 cái lồng rồi đó. Bốn con này là, thì ở đây bán là dân lao động không á. Dạ. Là nhiều quá đúng không ạ? Nên là người ta ăn mà no á. Dạ. Lao động mà 4 con mà dòm cho người ta ăn là hết là 3 cái lồng rồi đó. Nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm luôn rồi đó. Trời ơi. Giờ anh có muốn ảnh hút nước không? Anh cười hoài chứ. Anh muốn hút nước, anh cười. Cảm thấy mình nước nào ngon thì mình cứ hút hết. Hút hết đi. Dạ. Vậy á. Vậy em không hút rồng nghĩa với nước lèo không ngon. Đúng rồi. Vậy thì phụ đầu anh hút rồi. Vậy anh hút đến phụ đầu luôn. Bắt buộc phải hút hết rồi. Cần thêm chén măng nữa không? Đồ anh hút, anh hút quá nhiệt tình. Cái thích cái vị giác anh. Cái khẩu vị của mình à, thích khẩu vị hả? Em giờ khẩu vị của em nó. Ồ, để bây giờ mình coi cái gì kích thích được khẩu vị của sinh học ta. Lượng ở đây là cũng nhiều lắm à. Đây, đùi vịt. Đùi vịt. Đó, đùi vịt đâu, đùi vịt đâu. Nói với anh đúng rồi. Ăn hết vô đây là cũng no quá rồi. Đúng rồi. Cho nên cô ăn hết này thôi, để bữa khác quay lại. Vậy mới nói là phá kỷ lục rồi đó. Dạ.
Anh Lộc sao em thấy nãy giờ anh ăn hết bún rồi mà anh có bút lên là vẫn còn vậy anh Lộc? Không hiểu luôn. Bún coi, á. Coi coi dưới đáy nó có cái lỗ nào mà nó ngoi bún lên luôn. Hết rồi. Phải cứng đắn như vậy thôi. Nãy giờ anh Yên chưa được. Phải mà được là quất được tiếp rồi. Thôi mấy cô chú đang nhìn nè, cố lên thầy Lộc ơi. Cứ bình tĩnh từ từ thôi. Nãy giống múc nhiều nước quá. Giờ ăn xong cái mà nước còn nhiều quá. Nhưng không sao, nhiệt tình như vậy thôi chứ. Đúng không thầy Lộc, cứu đói mà. Đúng rồi. Quá là khổ. Mọi người ăn cái tô nhỏ mình cũng thường là mình không có hết nước, nhưng mà anh em tụi mình ăn tô lớn vẫn cố gắng hết nước. Nó không phải là thể hiện gì hết, nhưng mà nó là một phần để mình trân trọng cái đồ ăn mà mình đã được ăn. Thứ hai là để trân trọng ý kiến của người xem nữa. Tại vừa rồi á, clip mà bún bò Võ Sĩ Lộc á, thì mình có đăng cái tiêu đề là những thực khách ngạc nhiên vì Võ Sĩ Lộc ăn cái tô đó đó. Thì có một số bạn vào nói là kiểu như đừng có khoe nữa, không hay. Nhưng mà cả nhà phải biết là đó là ý kiến của những người xem trước á. Họ kêu là muốn thấy được cái sự ngạc nhiên của bên quán á, nên làm như vậy đi, nó sẽ vui và hấp dẫn cho cái clip. Cô chú mới đến thấy cái tô là cười luôn. Không hết nước luôn nè cô. Không hết nước luôn á. Hết đâu rồi. Tô này con mang đến đó cô. Dạ. Ở quán là bán cái tô kia thôi, còn tô này là con làm YouTube á. Con hay đi quay quán ăn thì con ăn trong cái tô này. Lắc đầu luôn rồi, chú lắc đầu luôn. Tôi ăn là chết rồi. Hết luôn. Đó. Ghê chưa? Cái tô ban đầu cả nhà nhớ không? Quá tuyệt vời luôn. Giờ là Võ Sĩ Lộc cũng ngắt ngư luôn rồi cả nhà ơi. Quá là cố gắng rồi. Hôm nay thì tới quán của chị Út. Bán cũng hai mấy năm rồi. Bán từ đời của mẹ của anh Út. Thì mình cảm nhận được cái một cái hương vị rất là thân quen trong cái món bún măng vịt, cũng như là trong một cái góc bùng binh này. Mình rất hay đi qua cái bùng binh này. Nhưng thường là mình đi vào ban ngày, đi ban đêm để mình phát hiện được một quán mà bán suốt đêm như vậy thì các bạn mới chịu khó. Quán lúc là bán từ 9 giờ cho tới 5 giờ sáng. Thì trong cái khung giờ đó đó mà kiếm được một quán mà để bán vịt và bán đủ các món như vậy á, thì nó cũng là một cái ngăn trở đối với anh em của mình để kiếm ra những cái quán mà nó vừa hấp dẫn cũng như là mang đầy đủ những cái tiêu chí gửi đến mọi người. Thì hôm nay là cảm ơn Út đã tạo ra một cái thử thách để cho mình vượt qua. Cú đói là nó tới nái luôn rồi. Nên mình sẽ cảm ơn Hùng vào clip khác thôi. Tự nhiên à, ôi, đi này, như vậy không ta? Đấy anh chứ Võ Sĩ Lộc cũng tới đây cũng mệt lắm rồi, giờ cũng khuya cả nhà. Thì mình muốn giới thiệu cho các em một cái quán ăn đêm. Đó là quán ăn khuya bình luôn, tới sáng luôn. Bún vịt của chị Út nè, ở số 335 Đặng Ngọc Quân. Là có anh Út. Quán này á, mấy người mà bán trong chợ hoa người ta ra hay ra ăn nhiều mà. Có luôn. Trong chợ hoa ra ăn bún có nè. Dạ. Rồi ra mua gỏi nhậu. À. Nhậu thì ra là bắt hai bàn bên góc bên đó là cho mấy ổng nhậu. Cả nhà nếu mà thấy đi ngang qua một bên ông Ích Kim. Ông Ích Kim với lại Hòa Bình, Lạc Long Quân thì sẽ thấy một cái xe của anh Út. Tướng người cũng nho nhỏ.
nhưng mà có vỏ trong bột rượu nha. À, lại cười rồi. Thì anh em mình có một cái fanpage trên Facebook như một yêu mến, nhưng mà muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy lao vào fanpage đồng hồ kênh mình nha, link mình sẽ ở phần mô tả. Và mọi người hãy đăng ký luôn cả kênh Quân Hùng Vlog, đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Quân Hùng 116 để theo dõi cái động hàng ngày trong cuộc sống của anh em mình. Và sắp tới nếu các bạn có bất cứ thách nào hay để làm một đường comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để tiếp cho cái nhà cùng thức nha. Ok, xin chào các bạn.